mừng cả nhà đã đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Ukraine công bố video nã pháo hạ trực thăng Nga. Ukraine thông báo bắn hạ một trực thăng Nga bằng pháo lục quân, song máy bay khi đó dường như đang đậu dưới mặt đất. Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 30 tháng 8 công bố video về hoạt động của các khẩu đại pháo M109 do Mỹ sản xuất trên chiến trường nước này cùng các thành tích mà họ đạt được. Trong đó có vụ tập kích hạ một trực thăng Mi-24 của Nga hồi tháng 2. Video cho thấy hai chiếc Mi-24 dường như bị pháo kích trong lúc đang đậu trên mặt đất. Một trực thăng trúng đạn và chiếc còn lại thoát khỏi khu vực. Đơn vị bộ binh báo cáo với chỉ huy rằng họ nghe thấy tiếng trực thăng trong khu vực. Tanislav, binh sĩ tham gia vụ pháo kích kể lại. Tanislav cho hay pháo tự hành M109 thường nhằm mục tiêu vào bộ binh, xe tăng, pháo hoặc các phương tiện trên bộ khác của đối phương. Việc tấn công trực thăng là chưa từng xảy ra. Sau khi nhận được thông tin, đơn vị của Stanislav dùng máy bay không người lái để xác định vị trí trực thăng Nga, sau đó nhắm bắn những chiếc máy bay này khi chúng đậu trên mặt đất. Chúng tôi chỉ mất tối đa 3 phút từ lúc phát hiện trực thăng tới khi nã phát pháo đầu tiên, Stanislav kể lại. Khẩu pháo thứ hai khai hỏa sau đó, ngăn trực thăng bay ra khỏi khu vực, một chiếc chạy thoát, chiếc còn lại thì không. Min Mi-24 là mẫu trực thăng tấn công cỡ lớn được phát triển từ những năm 1960. Nó được mệnh danh là xe tăng bay, có phi hành đoàn 2-3 người, chở theo được khoảng 8 lính. Trực thăng có tốc độ tối đa 335 km/h, tầm hoạt động 450 km, có thể mang theo nhiều loại rocket, bom, tên lửa chống tăng và tên lửa không đối không. Trang theo dõi vũ khí ORIC có trụ sở tại Hà Lan cho rằng Nga mất 5 trực thăng Mi-24 sau khi xung đột với Ukraine bùng phát hồi cuối tháng 2 năm 2022. Ukraine, quốc gia thừa hưởng một số trực thăng Mi-24 từ Liên Xô, cũng mất 3 máy bay này trong giao tranh. Tin kế tiếp, lý do Trần Quốc N được chôn cất lặng lẽ. Tang lễ của Trần Quốc N được tổ chức lặng lẽ tại St. Petersburg khi giới chức Nga muốn tránh kịch bản đám đông ủng hộ Rigozhin có hành động quá khích. Yevgeny Rigozhin, lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, ngày 29 tháng 8 được mai táng tại nghĩa trang Borokovkoye ở quê nhà St. Petersburg, 6 ngày sau vụ rơi máy bay ở Vr khiến ông cùng một trợ lý thân tín thiệt mạng. Rigozhin từng được Tổng thống Vladimir Putin trao danh hiệu Anh hùng Nga sau khi tập đoàn Wagner chiếm được thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine. Đây là danh hiệu cao quý hàng đầu của Nga và các anh hùng Nga khi qua đời thường được tổ chức lễ tang cấp nhà nước với đội tiêu binh canh gác, quan tài phủ quốc kỳ. Lễ tang của họ thường diễn ra ở quy mô lớn với sự tham gia của lãnh đạo nhà nước cùng các nghi thức như bắn đại bác. Tuy nhiên, lễ chôn cất Rigozhin chỉ kéo dài khoảng 40 phút với 20-30 người thân, bạn bè tham dự mà không có bất cứ nghi thức quân đội nào. Khi tang lễ quy mô nhỏ diễn ra, nghĩa trang Borokovkoye được phong tỏa để hạn chế ra vào. Cảnh sát và lượng vệ binh quốc gia cũng hiện diện tại khu vực. Quyết định tổ chức tang lễ của Rigozhin theo quy mô nhỏ được đưa ra sau các cuộc tham vấn của quan chức cấp cao Điện Kremlin và cơ quan an ninh Nga FSB. Hai quan chức Nga giấu tên nó với Moscow Times. Ngay cả khi ông Trần Quốc N đã mất, cuộc nổi loạn mà Rigozhin tiến hành hồi tháng 6 vẫn là nguyên nhân khiến Điện Kremlin lo ngại. Mục đích là đảm bảo khi quan tài của Rigozhin được hạ xuống sẽ không có cuộc tụ tập nào của người dân, lính đánh thuê và những người ủng hộ Wagner, cũng như không có chương trình phát sóng hay hình ảnh nào trên mạng xã hội về tang lễ này, hai quan chức Nga nói. Điện Kremlin ngày 28 tháng 8 cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới gia đình Rigozhin, song ông không tới dự lễ tang của Trần Quốc N. Giới quan sát cho rằng Điện Kremlin có thể lo ngại tác động không mong muốn từ tang lễ của Rigozhin sau khi chứng kiến phản ứng của công chúng về vụ nổi loạn hay thông tin về cái chết của Trần Quốc N. Trong cuộc nổi loạn ngày 24 tháng 6, ông Rigozhin và các thành viên Quốc N đã được một số người Nga chào đón ở Rostov-on-Don. Sau khi máy bay chở Trần Quốc N rơi ngày 23 tháng 8, nhiều người đã tới đặt hoa tại các đài tưởng niệm tự dựng ở một số thành phố trên khắp đất nước để tưởng nhớ Rigozhin.
Trên mạng xã hội, nhiều tài khoản thân quốc nờ ca ngợi Rosin như anh hùng của nước Nga vì những đóng góp trên chiến trường Ukraine. Một doanh nhân người Nga quen biết với Rosin nói rằng giới chức Nga không có lý do gì để chôn cất ông Trần Quốc Nờ như một anh hùng, dù đây là danh hiệu mà ông ta đã được trao. Họ quyết định không cần phải đề cao ông ấy thêm lần nữa và không cần nêu ra thêm sự hỗn loạn cũng như rắc rối cho chính mình, doanh nhân này nói. Bản tin tiếp theo, Triều Tiên diễn tập tấn công hạt nhân nhằm vào Hàn Quốc. Triều Tiên thông báo phóng hai tên lửa đạn đạo trong đợt diễn tập mô phỏng tấn công hạt nhân chiến lược nhằm vào căn cứ quân sự của Hàn Quốc. Lực lượng vũ trang Triều Tiên đêm 30 tháng 8 diễn tập tấn công hạt nhân chiến thuật, mô phỏng như đòn đánh hủy diệt nhằm vào trung tâm chỉ huy quan trọng và sân bay của quân đội Hàn Quốc. Hãng thông tấn Trung ương KCNA dẫn thông báo của Bộ Tổng tham mưu quân đội Triều Tiên cho biết, theo KCNA, quân đội nước này đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn trong cuộc diễn tập. Hình ảnh được công bố cho thấy xe bệ phóng khai quả nhưng quả đạn có hình dáng tương tự tên lửa chiến thuật lục quân ICBMs của Mỹ. Các tên lửa đều nhắm vào mục tiêu ngoài biển. Loại tên lửa này được Bình Nhưỡng thử nghiệm lần đầu năm 2019, dường như khả năng mang nhiều đầu đạn được kích hoạt trong khi bay để tấn công những mục tiêu khác nhau. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày 30 tháng 8 cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo nhưng chưa xác định được chủng loại. Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị kết thúc cuộc tập trận chung lá chắn tự do UNCHI UFCS kéo dài 11 ngày. Tập trận GSS dựa trên kịch bản một cuộc chiến tổng lực với sự tham gia của hơn 58.000 binh sĩ hai nước. Cuộc tập trận gồm nhiều nội dung, trong đó có diễn tập chỉ huy mô phỏng trên máy tính, huấn luyện thực địa và diễn tập phòng thủ dân sự. Bộ Phòng Hàn Quốc cho biết một oanh tạc cơ chiến lược B-1B của Mỹ đã tham gia tập trận trong ngày 30 tháng 8. Căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên và khu vực xung quanh gần đây liên tục leo thang. Triều Tiên chỉ trích UFS mang bản chất gây hấn, cảnh báo nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh nhiệt hạch lớn chưa từng có tại khu vực. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 29 tháng 8 cũng xị xác một phần cuộc diễn tập huy động toàn bộ sĩ quan chỉ huy và tham mưu quân đội, với kịch bản Triều Tiên bị tấn công bất ngờ và mở chiến dịch phản công để kiểm soát toàn bộ lãnh thổ phía Nam. Bản tin thứ tư, Nga xem xét khả năng máy bay chở Trần Quốc Nờ bị tấn công. Điện Kremlin cho biết, các điều tra viên đang xem xét khả năng chiếc máy bay chở Trần Quốc Nờ Rigozhin bị tấn công có chủ đích. Rõ ràng là các kịch bản khác nhau đang được xem xét, trong đó có cả trường hợp vụ rơi máy bay xảy ra do hành động tàn ác có chủ ý. Hãy chờ kết quả điều tra từ chúng tôi, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói ngày 30 tháng 8. Ông Peskov cho biết thêm cuộc điều tra vụ tai nạn máy bay do các điều tra viên Nga thực hiện, không có sự tham gia của tổ chức hàng không dân dụng quốc tế. Hãy chờ kết quả từ các nhà điều tra Nga, người phát ngôn nói. Chiếc Emirates 600 hôm 23 tháng 8 rơi từ tỉnh Vương khi đang bay từ thủ đô Moscow tới thành phố St. Petersburg. Ba thành viên tổ bay và 7 hành khách trên máy bay thiệt mạng, trong đó có Trần Quốc Nờ Rigozhin và một số cộng sự hàng đầu. Máy bay đã xoay tròn, phụt khói trắng và vỡ thành nhiều mảnh trước khi rơi, cho thấy một vụ nổ có thể đã xảy ra trên khoang. Các chuyên gia nói rằng mọi bằng chứng tới nay cho thấy không có khả năng máy bay gặp lỗi kỹ thuật. Emirates 600 là dòng máy bay có hồ sơ an toàn rất tốt và chưa từng xảy ra vụ tai nạn chết người nào từ khi được đưa vào vận hành tới nay. Ảnh vỏ máy bay nằm rải rác ở 4 bề điểm trong bán kính hơn 3 km xung quanh làng Kuzhenkino. Marcus Schuller, chuyên gia tên lửa ở châu Âu từng làm việc cho NATO và Liên minh châu EU nói rằng việc này cho thấy máy bay đã trải qua vụ nổ mạnh dưới bầu trời. Robert Marker, chuyên gia về tên lửa tham gia cố vấn cho NATO và Liên Hiệp Quốc, đánh giá không nhiều khả năng máy bay bị trúng rocket hoặc tên lửa phòng không. Sau vụ rơi máy bay, Tổng thống Nga Putin đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và nhắc về mối quen biết lâu dài với Trần Quốc Nờ. Điện Kremlin cũng lên án những cáo buộc dối trá từ phương Tây rằng lãnh đạo Nga đứng sau sự việc. Rigozhin hôm 29 tháng 8 được an táng trong một buổi lễ quy mô nhỏ tại nghĩa trang ở ngoại ô St. Petersburg, Nga, quê hương của ông. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay, cũng là bản tin hay, thú vị và hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, không làm mất thời giờ của cả nhà nữa,
chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Thành phố Nhật mời tài xế uống rượu lái xe. Thành phố Shikoshino, tỉnh Fukuoka triển khai chương trình cho phép tài xế uống rượu để trải nghiệm cảm giác nguy hiểm của lái xe lúc say xỉn. Theo sáng kiến này, cảnh sát và giáo viên lẻ lái ở thành phố Shikoshino, tỉnh Fukuoka, Nhật Bản mời tài xế uống một lượng rượu vừa đủ vượt quá giới hạn cho phép trước khi lên xe. Họ sau đó sẽ điều khiển xe qua đường zigzag, cua chữ S và cua hẹp trên xa hình trong khuôn viên trường dạy lái để giáo viên đánh giá mức độ an toàn của chuyến đi. Sáng kiến được triển khai từ ngày 21 tháng 8 nhân kỷ niệm 17 năm vụ tai nạn do một tài xế say xỉn gây ra khiến 3 trẻ em thiệt mạng ở thành phố Shikoshino. Mục đích của giới chức là nhằm cho các tài xế trực tiếp trải nghiệm cảm giác sai sao tay lái như thế nào và nó nguy hiểm ra sao. Hai phóng viên Hie Lim Ha và Rokuho Sato của tờ Mainichi đã tình nguyện tham gia trải nghiệm này. Ha là người cầm lái, còn đồng nghiệp Sato ngồi cạnh, đóng vai một hành khách tỉnh táo. Khoảng 1 giờ sau khi phóng viên Ha uống một lon bia 350ml, một ly rượu mê và một ly rượu soju pha nước, nồng độ cồn của cô là 0,3mg trên 1 lít khí thở, gấp đôi ngưỡng cho phép là 0,15mg. Dù bị lạnh tay, tăng nhịp tim và mặt đỏ bừng, Ha, 26 tuổi, vẫn cảm thấy có thể lái xe. Đây cũng là lời khai của tài xế gây ra vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 trẻ em thiệt mạng năm 2006. Nhưng khi cầm lái, Ha liên tục tăng giảm tốc không hợp lý trên đoạn đường thẳng, khiến đồng nghiệp Sato ngồi cạnh liên tục bị chao đảo. Ha cố gắng lái xe qua đường zigzag và bị phó hiệu trưởng trường lái Sojiro Kubosa dừng xe ngay trước khi vào khúc cua chữ S. Trước sự ngạc nhiên của Ha, ông Kubota nói rằng cô đã đi vào khúc cua với tốc độ cao do ảnh hưởng của rượu và có lúc đi chệch sang làn đối diện do đánh lái quá rộng. Dù uống rượu làm suy giảm các kỹ năng nhận thức, phán đoán và điều khiển phương tiện, tài xế vẫn cho rằng họ đang lái xe an toàn. Đó là sự nguy hiểm của việc uống rượu lái xe, ông Kubota nói. Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản cho biết việc nhiều tài xế tự tin rằng mình có thể lái xe bình thường sau khi uống rượu sẽ hình thành xu hướng chủ quan và tiếp tục lặp lại vi phạm. Cơ quan này cũng trích số liệu cho thấy nguy cơ xảy ra tai nạn gây tử vong do uống rượu lái xe cao gấp 7 lần so với khi tài xế tỉnh táo. Mục đích của chương trình là cho phép tài xế tự trải nghiệm sự khác biệt và hiểu mối nguy hiểm từ hành vi này. Phát ngôn viên Sở Cảnh sát Shikoshino nói, luật giao thông đường bộ Nhật Bản quy định nồng độ cồn trong hơi thở khi lái xe phải dưới mức 0,15mg trên 1 lít khí thở. Tài xế có nồng độ cồn vượt ngưỡng nhưng dưới mức 0,25mg trên lít sẽ bị phạt hành chính và thu bằng lái 90 ngày. Người vi phạm trên mức 0,25mg trên lít sẽ bị tước bằng 2 năm. Năm 2022, trong số gần 1.400 người bị bắt vì lái xe trong tình trạng say rượu hoặc ảnh hưởng bởi chất kích thích, cảnh sát Fukuoka phát hiện 81 trường hợp có nồng độ cồn vượt mức 0,25mg trên lít. Trong 7 tháng đầu năm, 672 trong số 883 người bị nghi ngờ lái xe trong tình trạng say rượu hoặc ảnh hưởng bởi chất kích thích là những tài xế có nồng độ cồn cao, cho thấy tình trạng này đang diễn biến phức tạp. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của mình ngày hôm nay nhé. Và để ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký, cũng như là bật nút chuông để nhận được những thông báo về kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua và sẽ mong trong thời gian tới cũng như là trong tương lai sắp tới thì được nhiều hơn nữa sự ủng hộ từ quý vị khán giả trong ngoài ngày nước luôn nha. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà với những bản tin tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà.